Xin chào Hutech Story, mình là anh em gương thủ khoa tốt nghiệp Hutech năm 2023. Mình học chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và hiện tại mình đang là nhân viên phòng thực hành ô tô tại Viện Kỹ thuật Hutech. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì mình đã có 2 năm học ngành dược tại một trường đại học. Với truyền thống gia đình của mình thì đi theo ngành y nên là mình đã quyết định nối nghiệp. Nhưng sau 2 năm học, mình cảm thấy cái niềm đam mê mãnh liệt của mình đối với ngành kỹ thuật nó lớn. Và sau nhiều thời gian đắn đo suy nghĩ thì mình cũng vượt qua nhiều rào cản. Mình đã quyết định nghỉ và xét tuyển vào ngành công nghệ kỹ thuật ô tô tại Hutech. Với mình thì việc đổi ngành và đổi luôn cả môi trường sống đến một thành phố mới để học tập và làm việc là một quyết định khá khó khăn. Và đó cũng chính là một cái bước thay đổi ngoạn mục trong hành trình tuổi trẻ của mình. Và bởi những yếu tố đó thì cũng có nhiều lý do khiến mình đã lựa chọn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô tại Hutech. Thứ nhất thì mình khá tự tin vì mình có thể học tốt và làm việc tốt trong ngành này. Lý do tiếp theo là với ngành học này thì có tính triển vọng khá cao. Theo như mình tìm hiểu thì đối với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhu cầu xã hội, ngành công nghệ kỹ thuật ô tô chính là một mũi nhọn cho nền kinh tế của toàn cầu và nó có tiềm năng lớn, đặc biệt là mức thu nhập khá cao. Lý do cuối cùng để mình chọn Hutech tại vì đối với ngành kỹ thuật thì đòi hỏi các bạn phải thực hành khá nhiều. Ngoài kiến thức chuyên môn thì các bạn còn được đào tạo để thực hành và nâng cao tay nghề. Ở tại Hutech thì được đầu tư hẳn một xưởng thực hành ô tô để cho các bạn sinh viên có thể tự do đến khám phá, học tập, nâng cao kiến thức tay nghề của mình. Từ năm nhất á, thì khi mà biết mình học ngành công nghệ kỹ thuật ô tô thì cũng có rất nhiều người, những lời bàn tán khiến mình cảm thấy chạnh lòng. Cụ thể là một người ở quê đã nói với mẹ mình là tại sao con gái lại cho nó học ngành kỹ thuật ô tô, rồi học được có ra trường không. Rồi tốt nghiệp rồi đi làm gì, có đủ sức khỏe không mà học. Nhưng mà bao nhiêu lời bàn tán đi chăng nữa thì gia đình mình, cha mẹ mình luôn ủng hộ mình và tiếp cho mình rất nhiều động lực để mình cố gắng hoàn thiện bản thân và nỗ lực không ngừng nghỉ. Tuy nhiên khi mà học ngành công nghệ kỹ thuật ô tô thì mọi thứ hoàn toàn khác. Ngành này hiện tại thì đi theo hướng tự động hóa và đòi hỏi sự tỉ mỉ, chỉnh chu. Các bạn nữ ra trường thì có rất nhiều cơ hội việc làm tùy theo kỹ năng, kiến thức chuyên môn của các bạn. Tùy thuộc vào khả năng và sở thích của các bạn, có bạn thì lựa chọn lắp ráp tại các xưởng sản xuất, thiết kế, kiểm định và chăm sóc khách hàng. Có một câu chuyện vui là ngày đầu tiên mình đi học năm nhất, khi mà bước vào lớp, bản thân mình còn nghĩ là mình đã đi nhầm lớp. Lớp 60 bạn mà chỉ có một mình là nữ thôi. Ban đầu thì mình cũng ái ngại, rụt rè. Nhưng mà dần dần thì mình cũng làm quen với các bạn và còn được các bạn tin tưởng giao cho mình là lớp trưởng. Và trong những giờ học thực hành động cơ, máy móc thì mình cũng xông xáo, không khác gì các bạn nam. Và đó cũng chính là một trong những phương pháp mình đã áp dụng và mình cảm thấy hiệu quả, khiến mình cảm thấy không bị yếu thế giữa các bạn nam. Ngoài việc học trên lớp ra thì mình còn tham gia rất nhiều hoạt động về phong trào sinh viên. Khi càng tham gia nhiều hoạt động thì mình cảm thấy bản thân mình học hỏi được rất nhiều điều hay ho từ những hoạt động đó. Để cân bằng tốt việc học trên lớp và việc tham gia các hoạt động thì mình đã sử dụng hai bí quyết đã giúp mình duy trì được và cân bằng được. Thứ nhất đó chính là mình đã tận dụng hết những giờ học trên lớp. Có kiến thức nào không hiểu là mình đã trực tiếp hỏi luôn thầy cô để giải đáp thắc mắc cho mình. Và cái thứ hai thì đôi khi có những giờ học quan trọng và những chương trình quan trọng trùng với nhau thì mình đã tự chủ động liên lạc với thầy cô dạy bộ môn đó để mình được học bù. Và có những kiến thức nào không hiểu thì mình đã trực tiếp hỏi thầy cô để không bỏ lỡ những kiến thức chuyên môn mà mình cần phải học. Sau 4 năm mình học ngành công nghệ kỹ thuật ô tô tại Hutech thì mình cảm nhận nhà trường rất chú trọng đầu tư hẳn một xưởng thực hành với nhiều dòng xe mới. Đối với những bạn đam mê về kỹ thuật thì ngoài những giờ học căng thẳng mệt mỏi thì tại Viện Kỹ thuật còn tổ chức rất nhiều cuộc thi học thuật như là Hutech Racing, cuộc thi Green Car, xe dò lai và rất nhiều cuộc thi học thuật khác dành cho các bạn sinh viên thoải mái sáng tạo sau những giờ học căng thẳng của mình.
Tại viện kỹ thuật thì với đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao, quý thầy rất tận tâm, nhiệt huyết giảng dạy sinh viên của mình. Có một điều mình cực kỳ thích sau khi học ở tại Hutech, đó chính là các bạn có nhiều cơ hội được tham quan, tham gia thực tế. Và đây cũng chính là một cơ hội để các bạn được trải nghiệm tại doanh nghiệp và các bạn có thể hình dung ra doanh nghiệp họ đang cần gì, và từ đó các bạn có thể lên một lộ trình cụ thể trong quá trình học tập của mình để sau khi tốt nghiệp các bạn có thể đáp ứng được hết tất cả các nhu cầu của doanh nghiệp. Trở thành giảng viên đại học là ước mơ từ lâu của mình, và hiện tại mình đã thực hiện được ước mơ đó. Mình cảm thấy rất vui và cảm thấy hạnh phúc vì những nỗ lực trong thời gian qua của mình đã gặt hái được những trái ngọt. Và hiện tại mình đang theo học chương trình thạc sĩ kỹ thuật ô tô tại Hutech để hoàn thiện khả năng chuyên môn phục vụ cho công tác giảng dạy, và đồng thời đó mình cũng không ngừng học hỏi thêm, trau dồi những phương pháp giảng dạy của quý thầy đi trước để tự tin truyền năng lượng tích cực cho những bạn sinh viên có niềm đam mê giống như mình. Qua Hutech Story này thì mình có một thông điệp muốn gửi đến các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn nữ có niềm đam mê kỹ thuật giống như mình. Các bạn hãy tự tin bứt phá, vượt qua giới hạn, bỏ qua những định kiến, theo đuổi đam mê thì thành công sẽ ra đuổi các bạn. Và mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy viện kỹ thuật vì thời gian qua đã luôn là điểm tựa tuyệt vời, là nguồn động viên giúp cho mình vượt qua những khó khăn trên hành trình là sinh viên. Và thời gian tới mình cũng sẽ cố gắng học tập không ngừng để không phụ lòng mong mỏi và sự quan tâm hỗ trợ của quý thầy.